Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc liên quan đến xe đưa đón học sinh gây xôn xao dư luận. Thực trạng này cũng đang có nhiều bất cập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trong những ngày đầu năm học mới. 6 giờ 30 phút tại cổng trường Yên Phú, xe 16 chỗ ngồi vội vàng tạt vào trước cổng trường và trả gần 30 em học sinh tiểu học rồi nhanh chóng đi đón tiếp. Hiện nay, việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo nhiều hình thức, theo từng cấp học khác nhau. Mỗi nơi thực hiện mỗi kiểu sẽ dẫn đến tình trạng không thể quản lý, cũng như không nắm được số lượng cụ thể phương tiện hoạt động như thế nào. Nhiều người chỉ quan tâm đến giá cả mà bỏ qua những quy định như phương tiện chở người phải được cấp phép kinh doanh vận tải, được cấp phù hiệu, có đăng ký, đăng kiểm, lái xe phải có giấy phép phù hợp với từng loại xe, v.v. Sau khi thỏa thuận giá cả giữa hai bên, phụ huynh và nhà xe căn cứ vào số học sinh rồi thông báo số tiền chi phí đi lại. Nhiều người còn không nắm rõ các quy định đối với phương tiện đưa đón học sinh. Còn lái xe, chủ xe thì dù biết xe của mình không đảm bảo an toàn, hoạt động sai quy định nhưng vẫn phớt lờ. Theo hợp đồng là hợp đồng trực tiếp với cả các bậc phụ huynh, có những con thì chậm đăng kiểm và tháo ghế là có sự thực. Xe tháo hết ghế thì đăng kiểm được. Không thì lúc đó thì các xe lại nắp ghế vào đi đăng kiểm thôi. Tại trường tiểu học Đồng Than, huyện Yên Mỹ, nhu cầu hiện nay của phụ huynh trong việc đưa đón con đi học bằng xe ô tô là rất cao. Đây đều là những trường vùng ven, khu đông công nhân lao động sinh sống. Lực lượng chức năng cũng ít tuần tra kiểm soát giao thông tại các khu vực này, nên còn nhiều xe đưa đón học sinh không đủ điều kiện an toàn vẫn ngang nhiên hoạt động. Một số xe sẵn sàng thay đổi thiết kế xe, tháo các ghế ngồi riêng lẻ rồi làm thành băng ghế dài để có thể chở được nhiều học sinh hơn. Chất lượng các xe cũng không đồng đều, chủ yếu các xe hoạt động trên 15 năm. Em chỉ hợp đồng với cả bác lái xe này, để cho cháu đi học cho nó tiện. Cháu bác lấy mỗi tháng 200. Cái giấy tờ xe pháo này, các thứ thì tôi không rõ. Ông Đỗ Văn Hải, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ cho rằng, ngoài một số trường tư thục hoạt động bài bản đứng ra hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe, trên xe còn có giáo viên phối hợp với lái xe để đưa đón học sinh, thì một số trường tiểu học trên địa bàn vẫn chưa quan tâm đến vấn đề này. Trong khi đó, hiện chưa có một tiêu chuẩn chung nào về xe đưa đón học sinh được đưa ra. Điều này gây khó khăn cho công tác giám sát và quản lý. Về trách nhiệm của ngành thì chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban huyện ra những văn bản chỉ đạo. Và đối với ngành thì cũng có nhiều văn bản chỉ đạo và đôn đốc dưới các nhà trường. Chúng tôi muốn là có một cái sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và các ngành chức năng để làm sao mà cái chủ trương mình tổ chức cho học sinh đến trường an toàn là chủ trương chung thì mỗi ngành phải vào cuộc theo chức năng. Chứ riêng ngành giáo dục thì chúng tôi cũng không thể xác định được là cái phương tiện nào là đủ an toàn. Kể từ năm học 2019-2020 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ đã làm việc với các trường học yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác tổ chức quản lý xe đưa đón học sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, giao cho hiệu trưởng các trường đóng vai trò chính trong việc giám sát kiểm tra. Nếu để xảy ra các sự cố, tai nạn liên quan đến xe đưa đón học sinh thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Một cái xe 16 chỗ, nhà xe xếp khoảng độ 30 hoặc hơn 30 cháu thì quá là chật chội và cũng không đảm bảo an toàn. Nhà trường ở đây chỉ có trách nhiệm là tuyên truyền với phụ huynh, hợp đồng với nhà xe để đảm bảo an toàn thôi. Còn nhà trường ở đây không hợp đồng và phụ huynh ở đây là tự hợp đồng với nhà xe. Tuy nhiên, đa phần các bậc phụ huynh đã hợp đồng với xe đưa đón con em mình đều không biết về tiêu chuẩn cụ thể với xe đưa đón học sinh. Hiện rất nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh có hoạt động xe đưa đón học sinh. Chỉ tính riêng, xã Đồng Than có tới 11 xe với 864 học sinh tiểu học tham gia dịch vụ này. Nhiều tài xế tranh thủ chạy 2 đến 3 chuyến cho một ca đưa hoặc ca đón nên có tình trạng chạy nhanh vượt ẩu cho kịp giờ. Trong khi đó, rất nhiều xe ô tô đã quá cũ kỹ nhưng vẫn ngang nhiên nhồi nhét quá số lượng học sinh theo quy định. Nhiều xe 16 chỗ ngồi nhưng chở tới 35 đến 40 cháu. Tình trạng vừa nêu xảy ra tại nhiều địa phương, thậm chí có nơi phụ huynh còn thuê xe lam ba bánh, xe tự chế không đảm bảo an toàn để đưa đón con em mình. Nhiều em nhỏ phải ngồi chen chúc, nguy cơ rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Nguy kịch vì bị bỏ quên,
tai nạn giao thông, trên xe ô tô, dịch vụ xe đưa đón học sinh vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.